À, dạ vâng, à, em Dư giới thiệu nhanh vài mẫu đồng hồ hôm nay. Từ mã số 1 tới số 5, 5 chiếc. Đầu tiên là một chiếc Citizen Exit. Và cái mẫu này là dành cho mấy anh em tay vừa và nhỏ nè. Chiếc này nó là size nam nha cả nhà. Tại vì những cái mẫu như vậy mà ngày xưa cái form dáng như vậy chính là kích thước của nam. Cái còn nữ thì nó sẽ nhỏ hơn nữa. Con này may mắn cái chỗ là dây còn rất là dài. Đây, cái vòng tay này là khá là to này. Dây còn rất là dài. Và anh em nào mà mình tay mà mình nhỏ nhỏ, ví dụ như cỡ 15 nè, 15 năm, cần một cái mẫu lịch sự đơn giản mình mang thì cái chiếc này rất là phù hợp. Exit thì nó quá cao cấp rồi. Hai bộ kim này, kim dây bít lỗ và kim giờ và kim phút nhìn cũng rất là nét, form vuông, dễ đeo, kính của nó sẽ là tràng viền, đủ có đến một cái viên đá. Con này thì kính sapphire nha cả nhà, và dây của nó thì thiết kế theo cái dạng giống như là dây đệm mi, nhưng mà như nó là dây thép thôi chứ không phải bằng đá đâu. Nhìn thì nó giống đá nhưng mà thực ra nó sẽ là thép thôi nha cả nhà. Đó, khó zin của Exit nè. Ở hàng nội địa da băng. Rồi ok, con này thì đó. Anh em nào mình đang thiếu một cái mẫu đồng hồ mà sang trọng mà đơn giản sắc nét thì chọn chiếc này cho em. Mã số 1, 880k. Để em đi lấy cái thước. Xoay ngang của chiếc này sẽ là 25. Và chiều dọc của con này nó sẽ rơi vào cỡ độ là 40-41 các nhà. Đó. Dây còn khá là dài. Thậm chí mấy anh mà tay cỡ 16 năm, 17 á, mà mình thích đeo những cái form dáng như này cũng rất là bình thường. Đó. Bỏng gọn nhẹ. Đó. Con này lên tay rất là sáng. 880k ha cả nhà ơi. Mã số 2 là một chiếc Garnet Paris, là một cái thương hiệu của Pháp chuyên về các cái mẫu và hàng không ấy. Con này thì siêu kháng nước rồi, tới 200m này. Nụ của chai và dây của nó sẽ là dạng xương cá. Đây là một cái dạng dây nó khá là bền. Các cái mắt của nó, các cái mắt của nó sẽ có những cái khoảng hở giúp cho tránh cái sự ma sát khi mà chúng ta cử động. Nó sẽ tăng cái tuổi thọ của dây lên rất là nhiều. Bởi vì những cái dòng mà mẫu mà dây thép ấy, ví dụ như cái kiểu dạng thép này nè, mình xài lâu ngày á, nó va chạm giữa các mắt như vậy, lâu ngày nó sẽ bị nhão dây. Còn những cái dạng dây xương cá như vậy, nó đã khắc phục được cái nhược điểm đó. Bên cạnh đó thì 12 cọc số sẽ là hình 12 lá cờ và nó sẽ là bằng thép nổi luôn. Rất là đẹp. 3 kim 1 lịch và nó cũng dành cho mấy anh tay vừa và nhỏ ha. Size 35 là chiều dọc của con này nó sẽ là cỡ nếu mà đo tới đây đi 43.5. Mấy anh mà tay cỡ chừng 15 năm, nói chung là con này với lại con Citizen là nó kiểu chung một cái kích thước, mang rất là dễ. Niềng xay nè, niềng xay cũng khá là mượt ha. Con này 500k thôi nha, mã số 2. Ở đây sẽ có một cái con Ý nè, một cái thương hiệu của Ý và lần đầu em Dư gặp. Mình sẽ thấy của nó có ba cái logo, cái lá cờ của nước Ý. Và cái hãng của nó sẽ là Stendero. Đây. Đó, Stendero gì đây nè.
khó, rất là chất lượng nha. Mặc dù nó chỉ là một cái hãng thời trang không có chuyên vào đồng hồ, nhưng một khi nó đã thiết kế ra đồng hồ thì nó lại khá là chỉnh chu trong cái khâu hoàn thiện. Thứ nhất khó là khó hai lớp, và cái phần trên đây cũng có dập hiệu này, khó phụ dập hiệu và khó chính cũng dập hiệu luôn, và nó là nó khắc chạm nổi luôn nha, chứ nó không phải là sơn vẽ hay gì hết trơn á. Đấy nè, rất là uy tín luôn. Cán nước 10 ATM. Đó, logo nè, nụ đó nè, thấy không? Nụ cũng có dập cái logo của hãng nè, chữ S đó, viết tắt của tên hãng đó. Rồi, các tính năng hoạt động tốt nha cả nhà. 3 cốt, 6 kim, 1 lịch và bộ kim và cọc số có dạ que. Niềng xoay luôn, thứ gì cũng có luôn á. Dây thép đúc đặc. Ở những cái chiếc này rất là đáng để anh em chơi, bởi vì sao? Nó rất là bền và lên tay nó rất là chắc chắn. Tục cho nụ cổ chai luôn mà. Đúng là rất là đáng tiền cho một con đồng hồ mà nó đầy đủ hết những cái yếu tố mà chúng ta thích. Nó kháng nước tốt nè, nụ cổ chai nè, đáy là đáy vặn ren nè, niềng xoay, có lịch, có dạ quang, thép đúc, có hai lớp, rất là nhiều các cái chi tiết mà xịn sò của một cái mẫu đồng hồ thông thường. Con này size ngang là 38, chiều dọc của con này nó sẽ là cỡ 47. Form này lên tay khá là chắc, và dây của em nó sẽ dây tay của con này là cỡ 17 năm nha cả nhà. Rồi, cuối cùng sẽ là hai mẫu vuông khá là to. Đầu tiên là một con diesel. Con này nó bộ dây nó hay á. Mình để ý là dây của nó sẽ có mây chỉ và nó theo cái form dây. khá là chất nha. Ở phía dưới này thì cũng có luôn nè. Và chiếc này thì dây vẫn còn dùng được, mặc dù là chủ cũ đã có sử dụng qua, nhưng mà do nó có chỉ đó cho nên nó sẽ bền hơn những cái dây bình thường. Nụ ngược độc lạ, và nó sẽ có cái dép để bảo vệ nụ. Chiếc này sẽ dành cho mấy anh tay to nha. Em nghĩ là phải là 16.5 đó. Size ngang là 41 và chiều dọc của con này nó sẽ là cỡ 55 lần nè. Để em coi thử coi. Đúng rồi. Nói chung là bèo lắm, phải là tay 16 trở lên. Dưới 16 là chắc chắn mang không được rồi. Mấy anh mà tay cỡ chừng 16 năm mang mấy chiếc này rất là phù hợp. Có dạ quang, và con này là 680k, mã số 4. Cuối cùng sẽ là một cái mẫu đồng hồ cực kỳ là đẹp. Đó, con chè. Con này anh em nhìn nè, nó sẽ không có một cái nút bấm nào cả, bởi vì nó thiết kế theo cái dạng là cảm ứng. Đầu tiên là mình sẽ khó mở khó bằng cách là mình đưa tay mình chỉ cho chữ like nè, mình kéo qua bên đây đó, nó bắt đầu nó sẽ mở khó nè, và khi đó mình mới chuyển sang, lúc đó mình cảm ứng là nó, mình bấm mode báo thức nè, đó, chronograph nè, đây là gì, giờ đếm ngược nè, đây là giờ thực tế của chúng ta. Mình giữ nguyên lúc này là để chỉnh giờ nè. Bắt đầu là múi giờ Paris đúng không, sau đó mình muốn chỉnh là mình sẽ quẹt lên như vậy. Thành phố khác nè, Roma, Cairo, vân vân, và bây giờ là mình sẽ đưa về cái giờ gọi là BKK. Đọc lại ở BKK nè. Rồi tiếp theo sẽ là mình sẽ chỉnh thời gian, hình như bấm tiếp nút mod nè. Đúng rồi, mình kéo qua vậy nè.
Bây giờ là 10 giờ 54 phút đúng không? Thì là 10 giờ đúng rồi nè. À, bấm nút mod này để nó chuyển sang các cái chế độ. À, rồi bây giờ mà muốn tăng giảm là mình kéo lên rồi, 42, 43. Còn giảm xuống nữa coi. À, như vậy chắc chỉ có tăng lên nè, chứ không có giảm xuống. 51, 52. À, nói chung là khá là độc lạ. Còn chỉnh ngày thứ tháng thì em dư ngày hôm qua thì em có mò thì em đã chỉnh xong hết rồi. Đó, như vậy năm nè, tháng nè, cho nên thành ra là bây giờ mình về chỉ có xài thôi. Ở bên cạnh đó mình sẽ có một cái nút đèn. Bíp, bíp có nghĩa là mỗi lần mình bấm nút á nó sẽ kêu tít tít như vậy á, thì mình để on đi cho nó nghe chuông rồi cho nó vui. Đó. Thì sau khi chỉnh xong á thì mình để yên cả chừng 15 giây gì đó thì nó sẽ tự động nó sẽ thoát ra. À, còn về cái tính năng đèn á thì tất cả các cái tính năng thì sau khi mình phải unlock mở khóa thì mình mới xài được, để tránh cái trường hợp cái cảm ứng á, ví dụ như là con nít nó chạm vào tùm lum á thì nó sẽ bị sai giờ. Đó. Có đèn nha, nói chung là anh em yên tâm, con này đèn của nó kiểu đèn nền. Rồi hiện tại thì đồng hồ nó đã thoát ra ngoài rồi nè. À, có gì em sẽ chụp một cái tấm đèn nền để em up trên Zalo cho mấy anh dễ nhìn thấy. À, con này sẽ là dây cao su zin hết đáy của nó này. Đây là một cái mẫu cũng khá là độc lạ và lên tay thì cũng đẹp, bởi vì là nó phối là viền vàng có vàng khá là sang chảnh. Kích thước con này sẽ là 43.5 và chiều dọc của con này nó sẽ là cỡ 52-53 nha cả nhà. À, có thể nói thì hai chiếc này thì kích thước nó cũng ngang ngang nhau. Con này bộ dây của nó thiết kế theo kiểu chấm bi và cái mặt số của nó cũng có những cái chấm bi, nó rất là đẹp. Mẫu này thực sự là rất là hiếm, và thậm chí là mấy chị nữ mà tay to rồi đó mang mấy con này cũng rất là phù hợp nè. À, độc lạ đó. Anh em lưu ý nha, cái chiếc này á, để mà mình chỉnh giờ á, thì trước tiên á, là mình phải mở khóa bằng cách á, mình chạm tay vào chữ like nè, xong rồi mình kéo qua bên này. Đó, nó sẽ hiện lên cái này. Thì khi đó mình mới bấm các cái tính năng khác được nha. Đó. Báo thức nè. Đó, sau khi mà ví dụ như anh em muốn cài báo thức á, mình đưa về cái chế độ báo thức rồi mình sẽ giữ nguyên cái nút này. Đó, on nè, off nè. À, do bấm chậm quá cho nên là nó làm sao nó khó mất. Đó, rồi mình giữ nguyên nè. Đó, bây giờ nó sẽ cho mình chỉnh, và khi mà nó hiện lên cái chuông này á, thì là mình đã bật cái tính năng báo thức đó. Rồi nó reng á. Rồi vậy nha, có gì anh em về nghiên cứu thêm. Vậy đi. Đó, lên đây nè. Đó. On nè. À, kéo xuống nè, kéo xuống là nó giảm nè, đó thấy không? Cũng hay á. Chết rồi, giờ tắt làm sao ta? Còn không anh nè mà muốn em cài báo thức á thì nói em cài sẵn luôn chứ. Ừ, nhờ vậy nha.